Dàn sao Việt nô nức đi xem phim mới của Thái Hòa. Buổi ra mắt phim điện ảnh này thu hút rất nhiều sự quan tâm của nghệ sĩ Việt và cả người hâm mộ. Tối 15 tháng 8, buổi ra mắt chính thức phim điện ảnh Chàng Vợ Của Em đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của khá nhiều gương mặt khách mời là nghệ sĩ nổi tiếng. Đây là sản phẩm của đạo diễn Trạng Ly Nguyễn và được thực hiện dựa trên một cuốn tiểu thuyết nước ngoài. Đặc biệt, Chàng Vợ Của Em cũng là phim điện ảnh đánh dấu sự trở lại của ông Hoàng phòng vé Thái Hòa. Chẳng những thế, Phương Anh Đào, Vân Trang cũng khiến khán giả tò mò về nhân vật của họ sẽ đặc sắc ra sao. Khi cô nữ diễn viên trẻ đảm nhận vai nữ chính và bà mẹ một con lần đầu trở lại làng điện ảnh sau một thời gian dài vắng bóng. Đạo diễn Trạch Liên Nguyễn có rất nhiều cảm xúc đặc biệt với bộ phim thứ 10 của mình. Khán giả đang rất háo hức để được thưởng thức những cảnh quay đặc sắc của Thái Hòa. Hứa Vĩ Văn bảnh bao trong trang phục vest, anh tiếp tục hấp hồn các fan bằng hình ảnh soái ca đầy thu hút trong sản phẩm này. Vân Trang lần đầu trở lại màn ảnh rộng sau một thời gian chăm sóc tổ ấm. Nữ chính diện trang phục khá lộng lẫy và cực tươi tắn trong ngày ra mắt dự án đặc biệt mà cô dành cả tâm huyết trong thời gian qua. Rất nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí như Vân Sơn, Johnny Chí Nguyễn, Kay Thi Nguyễn, Huy Khánh, Huy My đã dành thời gian đến chúc mừng ekip làm phim. Sau lùm xùm chuyện tình cảm với Will, Kay Thi Nguyễn lần xuất hiện tại sự kiện. Mặc những chuyện không vui, nữ diễn viên trẻ vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ. Cô diện bộ váy đen khoe thân hình thon gọn, nhưng ngay gạt nhi nhất là vòng một khủng biến đâu mất. Nghệ sĩ Vân Sơn diện áo sơ mi họa tiết trẻ trung đến chúc mừng các đồng nghiệp. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà Johnny Chí Nguyễn xuất hiện trước đám đông sau ồn ào chê bai vẻ ngoài nhan sắc. Diễn viên Huy Khánh nổi bật với chiếc áo sơ mi màu vàng. Ái Phương tươi tắn tại thảm đỏ sự kiện. Thầy trò Only C và Lưu Hoàng. Hot Boy Huy My, toàn thể ekip chia sẻ những điều thú vị trong các ngày quay cũng như gửi lời cảm ơn chân thành đến các nghệ sĩ đã cùng đến tham dự sự kiện này.